Chào mừng các bạn đến với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì mời các bạn đến với phần cập nhật lịch thi đấu vòng 18 Euro 2024. Các bạn thân mến, ngày hôm nay 29 tháng 6 thì Euro sẽ tiếp tục diễn ra ở vòng 16 đội. Cụ thể thì nhà đương kim vô địch Italia sẽ bắt đầu chiến dịch vòng knockout của mình tại Euro này với trận gặp Thụy Sĩ. Đây là một đối thủ khó lường và Italia sẽ phải phô diễn hết khả năng thì mới có hy vọng giành được chiến thắng. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ và được tường thuật trực tiếp trên kênh TV3 60+2, VTV2, HTV Thể thao và HTV7. Xét về thành tích đối đầu thì Italia hiện là đang trội hơn so với Thụy Sĩ. Họ đã bất bại trước Thụy Sĩ trong hơn 31 năm qua. Họ thắng ở 29 trong số 61 lần đối đầu giữa hai đội bóng này, chỉ thua 8 trận. Italia không được đánh giá trội hơn quá nhiều so với Thụy Sĩ ở lần đối đầu này, nhưng bản lĩnh của một đội lớn có thể giúp họ vượt qua được một trận cầu được dự đoán là vô cùng khó khăn. Tiếp đến thì đội tuyển Đức sẽ gặp đội tuyển Đan Mạch vào khung giờ 2 giờ sáng ngày 30 tháng 6. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh TV3 60+1, VTV3, HTV Thể thao và HTV7. Chắc chắn là cặp đấu này thì sức mạnh sẽ nghiêng hẳn về phía chủ nhà Đức. Một chiến thắng sẽ giúp cho Đức có thể gặp Tây Ban Nha hoặc Georgia ở tứ kết. Tuyển Đức bước vào trận đấu ở vòng 1/8 với phong độ cao. Họ bất bại trong 7 trận đấu từ đầu năm nay. Trong đó thì có 5 chiến thắng và 2 trận hòa. Trong quá khứ, hai đội đã thi đấu tổng cộng là 28 lần. Đức thắng 15, hòa 5 và nhận 8 thất bại. Tuy nhiên thì có một điều bất ngờ là những trận gần đây kết quả lại nghiêng về Đan Mạch. Cụ thể là trong 6 trận gần đây nhất, trong đó có 5 lần là giao hữu, Đức chỉ thắng 1 lần và nhận 2 thất bại. Hai đội có 3 lần chia điểm. Như vậy có thể thấy Đan Mạch với lối chơi khó chịu luôn mang đến khó khăn cho đội tuyển Đức. Chuyển sang những thông tin khác liên quan đến hai cặp đấu vừa nói ở trên, thì theo diễn biến mới nhất, đội tuyển Đức cho thấy huấn luyện viên Julian Nagelsmann có thay đổi ở vị trí trung phong cắm ở trận gặp Đan Mạch. Ở cả 3 trận đấu vừa qua ở vòng bảng của Euro 2024 thì Kai Havertz đều đá chính cho tuyển Đức ở vị trí trung phong, tuy nhiên thì anh chưa thể hiện được nhiều. Ngoại trừ bàn thắng từ chấm penalty vào lưới Scholten thì những dấu ấn mà Kai Havertz để lại là khá nhạt nhòa. Không ít cổ động viên của tuyển Đức đã kêu gọi huấn luyện viên trưởng để cho chân sút số 7 dự bị trong những trận tới. Và thuyền trưởng tuyển Đức hiện là cũng đang cân nhắc điều này trong quá trình chuẩn bị cho trận gặp Đan Mạch. Trong buổi tập mới đây nhất, ông yêu cầu các học trò tập luyện ở vị trí trái sở trường. Chỉ có Nicolas Fulcrum là ngoại lệ. Trong cả buổi tập thì chân sút của Dortmund được bố trí đá trung phong cắm như sở trường. Huấn luyện viên trưởng Nagelsmann cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu học trò. Nhiều khả năng thì tiền đạo số 9 sẽ được trao cơ hội đá chính trong trận đấu gặp Đan Mạch. Ở vòng bảng vừa qua thì Fulcrum đã ghi 2 bàn cho tuyển Đức. Cầu thủ sinh năm 1993 vừa trải qua một mùa giải thành công cùng với Dortmund. Với những gì đã thể hiện, Fulcrum hứa hẹn là phương án có thể mang đến màu sắc mới cho khâu tấn công của đội tuyển Đức. Trung vệ Antonio Rudiger hoàn toàn sung sức trong buổi tập trước thềm trận gặp Đan Mạch. Ở trận gặp Thụy Sĩ tại lượt cuối vòng bảng thì trung vệ của tuyển Đức Antonio Rudiger đã có dấu hiệu dính chấn thương đùi. Đội ngũ y tế của tuyển Đức xác định mọi chuyện là không nghiêm trọng. Tuy nhiên thì cơ hội để cho Rudiger đá chính trong trận gặp Đan Mạch ở vòng 1/8 hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Điều này khiến không ít các fan của tuyển Đức phải lo lắng. Và chính trung vệ số 2 đã đập tan những lo lắng đó. Trong buổi tập mới nhất của tuyển Đức, cầu thủ sinh năm 1993 hoàn toàn là sung sức. Anh hoàn thành trọn vẹn giáo án mà ban huấn luyện đề ra. Rudiger tỏ ra sẵn sàng cho trận gặp Đan Mạch. Đây là thông tin vui với tuyển Đức. Chuyên môn của Rudiger đã được kiểm chứng. Cầu thủ 31 tuổi vừa trải qua một mùa giải thành công cùng với Madrid với hai danh hiệu là La Liga và Champions League. Trước đó thì tuyển Đức đã mất Jonathan Tah trong trận gặp Đan Mạch. Với chiếc thẻ vàng phải nhận trước Thụy Sĩ thì cầu thủ sinh năm 1996 bị treo giò do nhận đủ thẻ phạt. Italia có thể mất hai trung vệ tốt nhất trong trận gặp Thụy Sĩ. Các bạn thân mến, ở cuộc đối đầu với Thụy Sĩ tới đây, Italia đối mặt nguy cơ là mất cả hai trung vệ tốt nhất, bao gồm Bastoli
và Cannavieri vì những lý do khác nhau. Trong 3 trận vừa qua ở vòng bảng, Bastoni và Cannavieri đều đá chính. Huấn luyện viên Luciano Spalletti coi đây là hai trung vệ tốt nhất của tuyển Italia ở thời điểm này. Tuy nhiên thì Azzurri đối mặt nguy cơ mất hai cầu thủ này trong cuộc đối đầu với Thụy Sĩ. Cannavieri vắng mặt vì ăn trao giò. Cầu thủ này đã nhận 2 thẻ vàng ở vòng bảng. Trong khi đó thì người đang cặp với anh là Bastoni bị ốm vào 2 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Trong buổi tập cuối cùng của tuyển Italia trước trận gặp Thụy Sĩ, trung vệ của Inter Milan dù đã khỏi ốm nhưng không thể ra sân tập. Anh chỉ có thể tập nhẹ trong phòng gym. Khả năng để Bastoni kịp hồi phục thể trạng tốt nhất và ra sân trong cuộc gặp Thụy Sĩ bị đặt dấu hỏi lớn. Huấn luyện viên Spalletti sẽ đối mặt với cơn đau đầu lớn nếu mất cả hai trung vệ tốt nhất của mình. Họ đã chơi ăn ý trong những trận vừa qua, không chỉ là chắc chắn trong phòng ngự mà cả Cannavieri lẫn Bastoni đều có vai trò quan trọng vào quá trình triển khai bóng. Trường hợp cả hai không thể ra sân thì huấn luyện viên trưởng tuyển Ý có thể tính toán đến những phương án khác như là Alessandro hay là Mancini. Ngoài ra thì Brian Cristante hay là Di Lorenzo cũng từng nhiều lần chơi tại vị trí trung vệ ở câu lạc bộ của mình. Còn trong một động thái khác thì mới đây cựu tiền vệ của Barcelona tiết lộ khó tin về việc Toni Kroos đã học được nhiều điều từ mình để thành công hiện nay. Để làm nóng cho trận đấu giữa tuyển Đức và Đan Mạch thì cựu tiền vệ của câu lạc bộ Barcelona là Arturo Vidal mới đây lên tiếng chia sẻ về mối quan hệ giữa anh với Toni Kroos, tiền vệ ngôi sao số 1 của tuyển Đức vào lúc này, với lời khẳng định là khiến nhiều khán giả không thể tin vào tai mình. Cụ thể thì chia sẻ với tờ Diario AS của Tây Ban Nha thì Vidal cho biết: Toni Kroos đã học được rất nhiều điều từ tôi khi chúng tôi cùng chơi bóng tại Bayer Leverkusen. Khi đó anh ấy được cho mượn từ Bayern Munich. Anh ấy có kỹ thuật tốt nhưng thiếu khả năng chạm bóng. Anh ấy đến gặp tôi và Augusto. Sau đó thì chúng tôi cùng giải thích cho anh ấy biết bóng đá là như thế nào. Chúng tôi đã dạy cho anh ấy rất nhiều điều. Vidal và Kroos cùng nhau chơi tại Leverkusen trong thời gian ngắn từ năm 2009 cho đến 2010 khi Kroos được cho mượn bởi Bayern Munich lúc đó. Trong sự nghiệp của mình thì Kroos trưởng thành từ lò tạo của Bayern Munich và được đôn lên đội 1 của Hùng Xám vào năm 2007. Anh có 18 tháng chơi cho Leverkusen trước khi được gọi trở lại xứ Bavaria. Cuối cùng thì anh dừng chân ở Real vào năm 2014 cho đến năm 2004, nơi mà Kroos vừa chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp ở câu lạc bộ. Đáng chú ý khi bài đăng được Central One cho đăng tải lên mạng xã hội X, người hâm mộ tham gia bình luận với những câu từ rất hài hước và chê Vidal là quá tự tin khi khẳng định về điều đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.